Rồi lại vô cảnh chăm con mọn nữa rồi anh em. Là có mấy thằng em mình nó đi tìm lan trong rừng. Bình thường thấy tổ chim tụi nó cũng bỏ qua à. Nhưng mà mấy con này nó lớn rồi, nó đứng thẳng người lên á. Thằng em mình nó thấy, nó gọi cho mình hỏi có bắt đại bàng. Mới đầu mình kêu là cứ leo lên bắt xuống thêm sao. Cuối cùng bắt xuống là mấy con Sika nha anh em. Kênh mình thì đặc biệt là không có nhập chim về bán. Tại vì cái công việc của mình nó rất là bận luôn, không có rảnh để mà đi đón xe gửi từng con chim như vậy. Mà giờ kêu tụi nó bắt xuống rồi thì cũng đem về mình bán giùm tụi nó nha anh em. Bữa nay việc nhiều quá mình cũng vội ra chặt mấy cái nhánh cây bỏ vô lót. Đúng ra là phải nhánh cây khô hoặc nhánh thông tươi gì đó. Như mấy cái đọt cây non này thì được một hai bữa là nó rủ xuống hết anh em nhé. Chim bắt từ chiều hôm qua nhưng mà tới giờ nó chưa được ăn gì luôn. Tổng quân số là được 4 con nha anh em. Giờ mình sẽ cho tụi nó ăn thịt gà. Không hiểu sao mà cùng một tổ mà ba con nó đã phủ lông rồi, còn một con vẫn đang bông gòn luôn. Này chắc đông con quá, con kia nó tranh ăn không lại nên nó mới nhỏ như vậy. Mấy con mà lớn lớn vậy là nó sẽ nhát nha anh em. Mình cũng chưa chơi gì với nó luôn. Chim tầm này thì đâu sợ ra đi nữa đâu anh em. Cứ cho ăn đúng thức ăn, vệ sinh sạch sẽ là ok. Này mình rất là bận luôn nên mình sẽ ưu tiên cho mấy bạn mà ở gần khu vực huyện Đắc Minh nha anh em. Đoạn mình ở là gần đèn xanh đèn đỏ nên anh em nào có đam mê, có sở thích muốn nuôi á thì tới tận nơi bắt nha anh em. Này thì anh em tới mình bán ngang luôn ha, cho lựa thoải mái luôn. Anh em lựa muốn bắt con nào thì bắt, cứ tầm 300 ngàn một con nha anh em. Giá này thì mấy thằng em mình đã quy định, mình chỉ đứng ra chăm giùm tụi nó thôi. Hết 4 con này là hết nha anh em, mình không có nhập về bán nữa nha anh em. Mấy anh em ở xa hoặc ở ngoài bắc á thì mình không có ship nha anh em. Nói trước để anh em khỏi hỏi cho mất công. Đầu tiên mình sẽ ưu tiên cho mấy bạn mà chạy xe tới bắc, sau đó là mấy bạn ở các tỉnh lân cận như là Đắk Lắk, Bình Phước hay là các tuyến đường mà xe buýt xe khách nó tiện đường đi qua anh em. Thì anh em yên tâm kết nối giá lồ thì mình sẽ quay cho anh em lựa thôi. Cái này mai rảnh mình sẽ làm dây chân dây dép xích đồ cho nó đàng hoàng cho anh em. Về là anh em chỉ việc chăm chơi thôi. Chưa có găng thì vô một cái găng. Còn vấn đề thức ăn thì anh em có thể mua cút chuột, gà vịt, ếch nhái, gà sác hoặc là chim hàng cút đông lạnh. Hàng đông lạnh thì anh em để ý rã đông cho thật kỹ rồi cho nó ăn bình thường. Miễn sao anh em đừng cho nó ăn mấy con như bò, heo đồ đó. Mấy con đó ăn một hai bữa là được chứ ăn nhiều nó liệt chân đó anh em. Trong 4 con thì có một con khá là hung đó. Cái con giang cánh là con hung nhất á. Còn hai con còn lại á là nó rất là hiền nè anh em thấy không. Tính ra thần kinh của hai con này cũng ok nè. Còn cái con còn bông gòn kia thì nó còn nhỏ quá mình không tính tới ha anh em. Phát hiện ra cái con nhỏ đó cái chân nó khá là to nha anh em. Tuy là nó nhỏ em út trong bầy luôn á nhưng mà cái chân nó cũng to, cũng ngang ngửa mấy con lớn này luôn á em. Rất là háu mồi luôn ha. Giờ mình sẽ chuyển qua mình ưu tiên cho con nhỏ nè. Yên tâm đi, ở ngoài rừng á mày còn thiếu ăn chứ về ở với tao thì mày sung sướng tính nha. Ra cặp si ba mẹ mà nuôi 4 con như thế này á cũng đi cái mồi cực lực luôn chứ giỡn ha. Rồi đại chiến rồi, miếng mồi hơi to con kia nó giật rồi. Con nhỏ nó cố nó nuốt thiệt là nhanh mà không kịp chứ con kia. Tất nhiên chiến thắng là dành cho cái con mạnh hơn rồi. Yên tâm, sẽ có miếng khác cho mày. Giờ tao sẽ chọn mấy miếng vừa nuốt đây. Thật sự là rất là thích để nuôi luôn á anh nhưng em. Mà có thời gian chăm tụi nó đâu mà để cho nhiều con làm gì. Lúc nhỏ thì mình chăm vậy thôi chứ nó lớn một chút mình phải cầm nó nhiều. Phải chơi với tụi nó nhiều vô. Giống như chim mà cứ xích mà bỏ bê không tập gì á, riết rồi con chim nó không bị lỗi này lỗi kia thì nó cũng nhát người nha anh em. Chắc là đang đói nên con nào nó ăn cũng khỏe hết nha anh em. Chim này mình rờ lường mình thấy khá là ốm luôn á. Lúc nãy đang đói mình cân cái con nhát nhát này là 126g. Giai đoạn này không lâu nữa thì nó sẽ tập bay đó anh em. Nếu mà anh em nào có nuôi chim bông gòn lên là anh em sẽ biết nó có một cái giai đoạn là chim nó sẽ ăn ít trở lại, đứng thẳng người lên và vỗ cánh liên tục. Còn như chim bố mẹ nó nuôi ở ngoài môi trường thì mình cũng không biết như thế nào. Rờ lường ba cái con phủ lông này thì nó ốm lắm luôn á. Cái con bông gòn kia thì nó lại nhỏ quá nhỏ. Nhưng mà cầm thấy người nó tròn và chân khá to anh em nhé. Có một con nó đứng ngay cái tô á anh em để ý nè, tí nó tự mổ thức ăn trong tô nó ăn luôn cho anh em xem. Nói chung thì nuôi mấy con này thì nó rất là dễ anh em ạ. Chỉ có những anh em nào mà chưa có kinh nghiệm nuôi chim non á thì thứ nhất là không chủ động được nguồn thức ăn, dẫn tới là đi ra mua 10.000 20.000 thịt heo thịt bò. Tất nhiên về thì nó ăn cũng rất là khỏe luôn nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới sau này nha anh em. Đầu tiên là liệt chân, nặng hơn là bị tiêu hóa và kết cục là ra đi thôi anh em. Mấy con này buổi sáng mình phơi nắng cho nó tầm 10 đến 15 phút là ok. Canh phơi cái lúc mà nắng nó chưa gay gắt nha anh em. Nào giờ mình nuôi mình cũng chả phải bổ sung canxi hay là bổ sung thêm vitamin cái gì hết trơn á. Cứ nuôi cho ăn cút chuột gà vịt là mình cứ nuôi. Ăn uống xong nhớ vệ sinh sạch sẽ mỏ miệng cho nó tìm là được. Một cái chai phun sương á anh em. Canh mấy lúc nó hạ miệng ra thì cứ phun vô mỏ miệng nó là nó sạch. Đừng có chơi mấy cái chai mà xịt thành dòng nha anh em. Tại vì phun thành dòng vậy nó rất là dễ vô cái đường phổi anh em. Vệ sinh sạch sẽ sau khi ăn á nó sẽ tránh được cái bệnh nấm miệng nha anh em. Phơi nắng sáng và lót ổ bằng cọng cây á thì chân chim nó mau cứng nha anh em. Nuôi chim non cũng chỉ để ý mấy cái điều đó là ok rồi. Thì chim mà tầm này á thì mình cũng bắt đầu tập đội hút cho nó là ok. Tập đội xong rồi tháo ra, đội xong rồi tháo ra cho nó quen á. Sau này lớn thì mình dễ đội hút hơn. Bắt đầu vô dây chân anh kết dây dép được rồi. Tại vì để nó lớn hẳn mới vô dây chân á thì có nhiều con nó khó chịu nó sẽ xé nó phá anh em ha. Có mấy anh em hỏi mình á có cho ăn cá được hay không. Thì mấy dòng ưng nhỏ này nó không ăn cá đâu nha anh em. Cho nó ăn là nó ra đi nhanh luôn á. Nếu mà anh em không chủ động được nguồn thức ăn mà hôm nào kẹt quá mà hết đồ ăn á thì anh em kiếm ếch nhái cho nó ăn nha. Thằng làng cắt ké gì cũng được hoặc chạy ra ngoài chợ luôn mua con ếch chắc tầm 10-20 ngàn gì đó, kêu người ta lột da bỏ nội tạng đi về cho nó ăn tạm 1-2-3 bữa gì cũng được luôn. Thật là bất đắc dĩ thì anh em mới phải cho nó ăn một ít thịt bò hoặc một ít thịt heo gì để cầm coi như là chống đói ngày hôm đó. Rồi ngày mai mình lại tiếp tục đi kiếm đúng đồ ăn cho nó nha. Bọn này là phải phủ lưới lên không là nó nhảy lên thành này nó đứng rồi á, nó nhảy lung tung hết. Clip khá dài, mình xin chào tất cả anh em nha, hẹn gặp lại anh em ở những video sau nha.